Đứng ở vị trí thứ 5 là Final Form của Gacha. Sau màn xuất hiện của Legend, thế giới của Gacha đã phải chứng kiến sự đổ bộ của tên Jijit. Hắn ta đã bắt đầu hoạt động và đưa thế giới trở về thời kỳ bóng đêm. Với sức mạnh hủy diệt, hắn ta đã dễ dàng đánh bại được hiệp hội giả kim thuật sư. Cũng như với ngọn lửa đen của mình, hắn có thể dung hợp những Chemi để tạo ra những Macram mà không cần chủ thể. Ngoài những quyền năng mà những tinh trùm hay có, những Chemi sau khi bị hắn hắc hóa không thể nào trở lại hình dạng cơ bản. Cũng chính vì khả năng này của hắn, Hotaro đã lỡ ra tay với Scalpo, một Chemi đã không thể nào trở về hình dạng Chemi cả, vĩnh viễn kẹt trong hình dạng mất đi ý thức. Điều này đã kích rất lớn với Hotaro, anh đã tìm đủ mọi cách nhưng không có cách nào khôi phục lại Scalpo cho đến khi nỗi đau lớn nhất của Hotaro bị chạm tới. Người lần này bị biến thành Macram là chính Hopper One. Để ngăn cản Hopper One tấn công một người vô tội, anh đã phải dùng đòn tất sát để kết liễu tên Macram với hình dạng Hopper One, cũng đồng nghĩa với việc Hopper One sẽ trở thành một Chemi bị hóa đá. Sự tuyệt vọng đã lên tới mức tột độ. Jijit chuẩn bị tận dụng điều này để biến Hotaro thành Macram, nhưng vầng sáng của cầu vồng trở thành một quả trứng bảo vệ cho Hotaro. Quả trứng này chính là Chemi thứ 101. Nó đã ở trong người của Hotaro từ rất lâu. Quả trứng đã thức tỉnh để trở thành chú rồng nhỏ Nichigon. Hotaro đã trở lại một cách ngầu lòi nhằm giúp đỡ cho hai người bạn của mình bị một hợp thể Macram gồm 5 Chemi kết hợp lại với nhau. Ánh sáng cầu vồng cùng với chú Nichigon khổng lồ kết hợp lại để tạo nên Rainbow Gacha. Tạo hình là cầu vồng nhưng thiếu mất màu xanh lá. Được điểm tô trội nhất là màu xanh dương đặc trưng của Gacha. Anh chính là một giả kim thuật với sự sáng tạo tuyệt đối, có thể biến tất cả gì mình muốn trở thành giả kim, từ kéo dài và thanh sắc cho tới chuyển hóa đòn tấn công kẻ thù trở thành lưỡi gươm của mình. Những đòn đánh của Rainbow Gacha trở nên mạnh mẽ và đầy quy luật hơn, nhưng anh không thể hiện được quá nhiều điều đặc sắc mà chỉ thuần túy trở thành một giả kim thuật tự do mà thôi. Thứ đáng ra Gacha đã phải có từ rất lâu, chứ không phải phải đợi tới Final Form thì anh mới tận dụng được điều này. Vì chính lý do này cũng như kẻ thù cũng không thực sự quá ấn tượng, đã khiến cho màn debut của Gacha Rainbow chỉ đứng ở vị trí thứ 5 này mà thôi.